Ngày 10 tháng 2, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, Giao cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, binh chủng công binh khẩn trương tổ chức lực lượng và phương tiện lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó, đội quân y thuộc Tổng cục Hậu cử 30 người, đội cứu sập thuộc binh chủng công binh 30, đội chó nghiệp vụ, tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cử 9 huấn luyện viên và chỉ huy, 6 chó nghiệp vụ, bộ phận chỉ huy và cơ quan có 7 người. Nhiều trang thiết bị hiện đại cũng được huy động gồm bộ dò tìm nạn nhân, máy cắt, khoan bê tông, trang bị hồi sức cấp cứu, thuốc men, nhà bạt dã chiến, quân tư trang cho lực lượng trong thời tiết lạnh từ -5 đến -10 độ C. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng dự kiến hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ 10 tấn lương khô. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương nói việc cử quân nhân hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thiên tai là hết sức cần thiết, khẳng định vị thế, trách nhiệm của chính phủ Việt Nam trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa đối với cộng đồng quốc tế. Nhiều người tham gia đã có kinh nghiệm cứu trợ, cứu nạn trong môi trường quốc tế. Trận động đất mạnh 7,9 độ ngày 6 tháng 2 đã khiến hơn 21.000 người Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng, tính đến trưa 10 tháng 2. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố báo động cấp độ 4 và kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7 tháng 6 năm 1978, có quan hệ suốt 45 năm qua. Hai nước thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong các đối tác thương mại phi dầu mỏ hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông. Kim ngạch song phương năm 2022 đạt gần 2 tỷ đô. Lũy kế đến cuối năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ có 32 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký gần 800 triệu đô, đứng thứ 28 trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.